Các bạn đang nghe chuyện tại kênh đọc truyện Góc Nhỏ Radio. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Góc Nhỏ Radio nhé. Mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện Góc Nhỏ Radio trên kênh YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 55 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư, được dịch và phát duy nhất trên kênh Thiện Góc Nhỏ Radio. Các bạn nhớ like, share, comment và đăng ký kênh ủng hộ Góc Nhỏ nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, trước khi bắt đầu nội dung của tập 55, chúng ta tóm tắt một chút của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi bọn Hứa Ứng gặp lại Nguyên Vị Ương, vừa được lão tổ Nguyên gia là Nguyên Vô Kế mời lên cổ xe cùng nhau rời khỏi Ly Sơn, thì trên cổ xe Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương đã gặp nhau, cùng nhau trò chuyện, rồi từ giải mã công pháp cho tới những cái chuyện thầm kín thiếu niên. Còn cái tượng quan thất chuông lớn và chút thiền thiền và các luyện khí sĩ thì nhìn hai người bọn họ giống như là nhìn hai người đàn ông đang tâm sự sâu kín, người nào cũng nổi da gà, nổi da dịch hết. Thì sau đó thì Nguyên Vũ Kế thấy bên trong Ly Sơn các cao thủ đã đi hết rồi, thì cho cái cổ xe này quay trở lại tìm bảo vật. Lão đã cùng với Lão Thái Quân cùng với Nguyên Phu Nhân đi vào sâu trong Ly Sơn. Thì trong lúc đang đi thì Lão Thái Quân phát hiện có cái điều gì đó, đã để cho Nguyên Phu Nhân ở lại, còn mình thì cùng đi với phu quân chính là Nguyên Vũ Kế đi sâu vào trong đó nữa. Thì trong lúc này là dị biến phát sinh, sương mù xung quanh bắt đầu nổi lên, ngăn cản đủ cái loại thần thức hết. Thì cái chuyện gì đã xảy ra hiện tại? Thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi diễn biến ở tập 55 của bộ truyện để biết được chuyện gì đang xảy ra ở hiện tại nhé. Nguyên Phu Nhân thần thức rất là cường đại, lập tức phóng thích thần thức ra, thăm dò bốn phía. Lấy thần thức của nàng dĩ nhiên là ở bốn phía thăm dò, không được bất kỳ cái vật gì. Thậm chí, nàng đã dùng thần thức chạm vào bốn phía, không cảm thấy mặt đất, cũng không cảm thấy cái đám người Hứa Ứng cùng Nguyên Vị Ương. Nàng có một loại cảm giác tự mình nhấc chân đi ra một bước, sẽ rơi vào trong vực sâu không đáy, vĩnh viễn rơi xuống, không có điểm cuối. Nàng không dám nhúc nhích, chán đã toát đầy mồ hôi lạnh. Trong đại mộ Ly Sơn còn có cấm chế lợi hại như vậy sao? Cấm chế bận này giống như là đại cung bố khi mà ngộ đạo vậy. Đột nhiên ở trong sương mù truyền đến một tiếng kinh hô, nghe là cái tiếng kêu của Nguyên Lão Thái Quân, tiếp theo là có thần thông bộc phát rung động, sau đó là hết thảy bình ổn. Lúc này một tiếng gào thét thê lương truyền đến tê tâm liệt phế, sương mù cũng dần dần tản đi. Nguyên Phu Nhân liều lĩnh vội vàng xông về phía trước, chỉ thấy dưới chân núi phía trước là máu chất đầy đất. Nguyên Lão Thái Quân tóc bạc trắng đang ngã xuống vũng máu. Nguyên Vô Kế thì quỷ bên cạnh thi thể của Nguyên Lão Thái Quân, ngửa mặt lên trời mà gào thét, bi thống muốn chết. Nguyên Phu Nhân trong lòng lạnh lẽo, thân thể giống như là bị rút sạch khí lực, mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Đám người chút thiền thiền ngoan thất thế trong lòng rầu rĩ. Nguyên Vô Kế nước mắt tung hoành, dưới sự an ủi của Kiều Bá, dần dần ngừng nức nở, quay đầu lại nói với mọi người. Lúc ta muốn cứu nàng đã không còn kịp nữa. Đau quá, giọng thế. Chút thiền thiền đã rơi lệ, chuông lớn thì thầm kêu. Chỉ là không ai chú ý đến bầu trời trên đầu của bọn họ, càng ngày càng nghiêng, càng ngày càng vặn vẹo. Trong vực sâu, mắt thấy thần thức của Hứa Ứng cùng Nguyên Vị Ương sắp vĩnh hằng rơi xuống, thì đột nhiên hai người cảm ứng được chư thiên khác. Đó là một tôn đại đỉnh. Chính tôn đại đỉnh giấu ở trong đại mộ Ly Sơn, hình thành chư thiên. Vị Ương! Hứa Ứng hét lớn, hai người tâm ý tương thông, thần thức lập tức cùng với cửu đỉnh tương liền, buộc chặt thân thể huyệt khiếu. Đến đây đi! Hai người cùng quát tháo. Hoặc là cửu đỉnh kéo chúng ta ra ngoài, hoặc là cửu đỉnh và chư thiên vào vực sâu. Nguyên Vũ Kế đang bị thống thì đột nhiên trong lòng có cảm giác, ngửa đầu nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, trong lòng khẽ động, liền không còn cái vẻ bi thương nữa, mà trong mắt đã hào quang chợt lóe. Thì ra là như vậy hả? Thì ra là như vậy. Hắn cười ha hả cao giọng nói. Nguyên lai cửu đỉnh giấu ở chỗ này,
khó trách ta tìm lâu không thấy. Mi tâm thần thức của hắn bộc phát, bỗng nhiên phía sau hiện ra huyền hoàng khí. Chính đại động thiên giống như là hũ ngói không đáy, cố ý nuốt chửng thiên địa. Chính cái miệng ngói kia bỗng nhiên hợp thành một, chỉ còn lại một cái tòa động thiên hình ngói duy nhất. Khí huyền hoàng hình thành cái bề mặt ngói, hiện ra các loại kết cấu phức tạp. Bầu trời của đại mộ Ly Sơn vốn đã nghiêng, bắt đầu rơi xuống ở trong đống ngói kia. Nguyên phu nhân kinh hãi nói: "Tổ thượng!" Nàng kinh nghi bất định. Nguyên vô kế bày ra cái lực lượng quá là khủng bố. Tuy rằng hắn thi triển vẫn là nguyên đạo chư thiên cảm ứng, thế nhưng nguyên gia tổ truyền nguyên đạo chư thiên cảm ứng tuyệt đối không có bá đạo như bây giờ. Nguyên đạo chư thiên cảm ứng kỳ thật cần người tu luyện cẩn thận dè dặt, đi cảm ứng đại thiên thế giới giấu ở trong hư không, cảm ứng đại đạo ẩn chứa ở trong hư không, tăng lên cảm ngộ của mình đối với đạo. Mà nguyên vô kế thi triển ra nguyên đạo chư thiên cảm ứng giống như là muốn thôn phệ chư thiên, thôn phệ hư không. Chẳng lẽ đây chính là hiệu quả tu luyện hoàng đình chứng đạo công mà đến sao? Chỉ là biến hóa này không khỏi quá lớn đi. Lão Thái Quân vừa rồi vì sao lại muốn ta rời đi? Nguyên phu nhân nghĩ tới đây không khỏi sởn gai ốc, nhìn về phía sau nguyên vô kế. Nàng đã từng nghe nói có một số na tiên sau khi tiến vào ẩn cảnh tiềm ẩn chỉ đột nhiên biến thành một bộ hư xác, máu thịt hoàn toàn không có. Nếu như từ phía sau đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy một cái ánh sáng mỏng manh vô cùng, phảng phất có một cái đường rạch nhỏ không rộng, nhưng mà đem người ta cắt ra lấy đi huyết nhục. Vạn nhất lão tổ tông nguyên vô kế cũng bị tà ác cắn nuốt thì sao? Có phải ghế của hắn cũng có một cái đường rạch nhỏ hay là không? Ánh mắt của nàng rơi vào sâu gáy nguyên vô kế, muốn tìm được cái đường rạch nhỏ kia, nhưng mà lại không thấy bất luận cái gì có mang theo ánh sáng. Có thể là ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Nàng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy nguyên vô kế cảm ứng được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại nàng. Nguyên phu nhân sâu gáy tê dại, bởi vì cái bả vai nguyên vô kế không có bất kỳ dị động gì, liền cứng rắn xoay đầu lại, đối mặt với chính nàng. Cổ của hắn giống như là một tờ giấy chà xát thành cái hình trụ, vặn vẹo hình trụ, hình thành cái nếp gấp khô quắc, từ hồ là dưới da là một mảnh trống rỗng. Tâm pháp nguyên đạo chi thiên cảm ứng có tác dụng, nguyên phu nhân tâm như là băng thanh, trời sụp cũng không sợ, ôm nhu nói: "Tổ thượng, đừng có thương tâm nữa." "Ta không sao." Nguyên vô kế quay đầu lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, có một chút nồn nóng, hét lớn lên một tiếng. Phía sau hiện ra khu vực Hy Di, nguyên thần cũng tự hiện lên, vô cùng rộng lớn. Cái động thiên hình ngói, thôn thiên phệ địa, càng thêm khủng bố hơn. Dự lượng này như thế nào, cũng phải để cho dị ương chạy trốn. Nguyên phu nhân nhìn thấy một màn này, trong lòng yên lặng nói. Nguyên vô kế, nóng lòng bất an, quát: "Cứu đến ta thành thế giới động thiên này, hiện giờ thế giới động thiên vẫn dẫu, sẽ ra là ngoại lực xâm nhập, rốt cục lại đang đối kháng với ta, đi ra cho ta." Hắn quát lên liên tục, đem cái tu vi thực lực tăng lên đến cực hạn. Phía sau khu vực Hy Di, thiên hạ rung chuyển, đem tam quan xông ra, ngọc kinh hiện ra, thần kiều mơ hồ hiện lên cái tiên quan, thập nhị trọng lâu đại phóng quang minh, ngũ nhạc tiên sơn cũng từ cái hào quang vạn đạo phóng lên trên trời. Hắn rõ ràng cảm giác được ngoại trừ cửu đỉnh ra còn có một cổ lực lượng đáng sợ khác cũng đang lôi kéo cửu đỉnh cùng hắn đối kháng. Cái cổ lực lượng này quỷ thần khó lường, lại lợi hại phi thường, để cho hắn bất chấp che giấu tu vi của chân thật của mình. Bầu trời càng ngày càng trở nên méo mó, rung chuyển cũng càng ngày càng kịch liệt. Đừng có trốn tránh nữa, ra đây! Hắn quát to như sấm. Đột nhiên, bầu trời từ đông sang tây nứt ra. Màn trời của tòa động thiên với lòng đất này bị xé rách, hướng hai bên mà nứt ra. Lộ ra một đôi mắt thật là lớn, che chắn toàn bộ bầu trời. Ông ông, đồng tử chuyển động một chút, tập trung trên người nguyên vô kế. Tên năm ồn ào vọt tới, rót vào trong đầu của nguyên vô kế. Nguyên vô kế tóc bạc tung bay,
ha hả cười nói. Ngươi không ảnh hưởng được thần chiếc của ta, mà kể ngươi là ai đều là không biết tự lượng sức mình. Toàn bộ nhân dân đã không còn lực lượng nào có thể chống lại ta nữa. Đôi mắt to che khuất bầu trời kia đột nhiên rơi xuống, hơi chấn động một chút. Nguyên Vô Kế như là bị trọng kích, mắt tai mũi miệng đều xuất huyết, ngực xẹp xuống giống như là một người giấy bị đâm. Nhưng mà cái tấm ngói lại càng ngày càng sáng ngời. Bốn phía tấm ngói động thiên, ánh lửa hừng hực là lôi hỏa không gian rơi vào trong cái động thiên hình thành niên. Giống như là muốn đem cái con mắt khổng lồ thâm uyên kia cũng nuốt vào trong tấm ngói. Trong thiên địa truyền đến cái tiếng chấn động kịch liệt, cái dãy núi đại mộ Ly Sơn kịch liệt lắc lư, dần dần hiện ra cái vách ngoài cùng của một cái tòa đại đỉnh. Vách ngoài đại đỉnh kia có khắc đồ án Sơn Hà. Đồ án Sơn Hà màn sáng chiếu rọi, hình chiếu bên trong đại mộ Ly Sơn, hình thành nên một ngọn núi sông Cửu Châu nguy nga. Giờ phút này, những cái hình chiếu núi sông này đột nhiên biến mất, để lại cái tòa đại đỉnh này hiện ra. Trúc Thiền Thiền kinh dị, thất thanh nói. Thật sự là cửu đỉnh của Chu Thiên Tử, đây là Lương Châu Đỉnh. Nàng thân là thiên công của Chu Thiên Tử, đối với cửu đỉnh cũng không xa lạ. Một lần muốn kệ xuống mấy cái khối vật liệu gốc cảnh để luyện bảo, chỉ là không có cơ hội. Cái khẩu đại đỉnh kia, màn sáng phun trào ra, hình thành cái hào quang rực rỡ, đối kháng với ngọa ủng động thiên của Nguyên Vũ Kế, chống lại động thiên, chống lại thâm uyên cự nhãn trên bầu trời. Đại mộ Ly Sơn rung chuyển không ngừng, bắt đầu sụp đổ. Từng cái tòa núi lớn sông lớn như vậy mà ẩn nấp không thấy. Mọi người đang kinh nghi bất định, lại thấy núi sông biến mất, cái tòa đại đỉnh thứ hai lại hiện ra, cái vách đỉnh khắc họa núi sông tráng lệ của Đại Châu thứ hai. Trong đại mộ lại có một ít núi sông biến mất, tiếp theo là một cái tòa đại đỉnh thứ ba hiện lên, sau đó đó là cái tòa đại đỉnh thứ tư, rồi lại là tòa đại đỉnh thứ năm. Chỉ trong chốc lát thoáng chốc, thì thần châu phiên bản thu nhỏ ở trong đại mộ Ly Sơn biến mất vô tung, thay vào đó là chín tòa đại đỉnh. Dựa theo cửu châu sắp xếp, tòa lạc ở chín phương vị đại mộ, phân biệt đối ứng với cửu châu. Toàn bộ thần châu Sơn Hà của đại mộ Ly Sơn đều là do cửu đỉnh này biến ảo mà thành. Hành tẩu ở trong đó, căn bản nhìn không ra so với chân vật không có gì khác nhau. 4.000 năm trước, các luyện khí sĩ của đế quốc Đại Tần chính là lấy cửu đỉnh làm bản thiết kế vẽ núi sông với lòng đất, vì tổ long chế tạo nên thế giới ngầm. Bọn họ mong đợi một ngày nào đó ở trong tương lai đánh thức tổ long và một lần nữa thống trị thế gian. Các luyện khí sĩ ở Đại Tần lại ở giữa núi sông biến ảo này bày ra các loại cấm chế phong ấn, cấn nuốt cái kẻ xâm nhập, lại đưa tới sông dài Thủy Ngân, ở trong sông nuôi tà thần trùng, bày ra 12 kim nhân bảo vệ cái mảnh hoàng lăng bao la hùng vĩ này. Thật sự là quá tinh diệu. Trúc Thiền Thiền liên tục thán phục khen. Cái gì thiếu hoàng đế tổ long này quả nhiên là rất giỏi. Cửu đỉnh này giống là vật của Chu Thiên Tử, mà nay Chu Thiên Tử hơn phân nửa là còn ở Bỉ Ngạn. Ta là thiên công của Chu Thiên Tử, cửu đỉnh hợp lại nên để ta kế thừa mới đúng. Cùng lúc đó, Ly Sơn sụp đổ nhau nhau bay lên trên trời, bị kéo vào trong thâm uyên cự nhãn trên bầu trời. Hứa Ứng cùng với Nguyên Vị Ương thần thức cảm ứng cửu đỉnh, cùng cửu đỉnh tương hợp, nguyên bản bị kéo rơi vào trong phía con mắt thật lớn kia. Đột nhiên một cỗ lực lượng tuyệt cường vọt tới, tác dụng ở trên cửu đỉnh, cùng với con mắt kia xé rách tranh đoạt cửu đỉnh. Hai người vừa mừng vừa sợ, lập tức bắt lấy cái cỗ lực lượng kia cùng với thâm uyên cự nhãn đối kháng, hướng ra bên ngoài và trốn đi. Cùng lúc đó, trên vách đá vượt sâu kia, một đám máu thịt nhân loại nhu động, cũng nhào nhào leo lên trên, trong lúc nhất thời trong vực sâu rung chuyển không ngừng. Hứa Ứng và Nguyên Vị Ương nhận được cái cổ lực lượng kia tương trợ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, theo cửu đỉnh lao ra bên ngoài vực sâu, thần thức trở về trong thân thể của mình. Hai người mở mắt ra, liền thấy Nguyên Vô Kế thúc giục động thiên hình tấm ngói, chính cái động thiên hợp nhất
thu nạp thiên địa, lôi kéo cửu đỉnh. Hai người kinh nghi bất định. Nguyên phu nhân nhìn bọn họ, thấy bọn họ mở mắt ra, không khỏi lộ ra một tia tươi cười, thấp giọng nói: Dĩ ương, nguyên gia sau này liền giao cho ngươi. Kiều bá, sau này ngươi đối xử với nàng như là đối đãi với ta. Nguyên vị ương kinh nghi bất định, đột nhiên thân hình của Nguyên phu nhân bay lên, nhẹ nhàng vỗ vào sau gáy của Nguyên vô kế, quát: Đi mau! Nguyên vị ương sợ hãi kêu lên một tiếng: Mẫu thân! Nàng vừa hô lên những cái lời này, liền thấy chỗ bàn tay Nguyên phu nhân rơi xuống, gáy của Nguyên vô kế nứt ra một cái đường, mơ hồ có màn sáng chiếu ra. Nguyên phu nhân đánh lén đã thành công, cựu đính kia cũng lập tức bị kéo bay lên trên trời. Nguyên vô kế bất chấp rất là nhiều, vội vàng ổn định lại thần thức, khống chế cựu đỉnh. Nguyên vị ương thì dại ra. Hứa ứng thay thế, trong đầu trong chớp mắt đã nghĩ ra đủ loại nguyên nhân, nhưng mà lập tức nắm lấy bàn tay của nàng, nhanh chóng chui ra bên ngoài phía sau, cao giọng quát: Phi Lai Phong! Một cái tiếng này không giải thích được gì, nhưng mà chút thiền thiền tỉnh ngộ lại, kêu lên: Cái gì? Hứa ứng chỉ về phía Nguyên vô kế, lớn tiếng nói: Chuông gia! Chuông lớn gào thét bay ra, ông lên một tiếng, liền thấy quan bích từ trong chuông nở rộ, kêu lên: À ứng, ta có thể là không được lắm, đừng có trông cậy vào ta. Anh lên một tiếng, Phi La Phong nghiêng nghiêng bay tới, từ trong gai nghiêng nghiêng nện vào trên người Nguyên vô kế. Nguyên vô kế chỉ kịp nâng cái bàn tay lên, hư hư ngăn cản một chút, liền bị cái tòa Phi La Phong này đè ở dưới chân núi. Dao động khủng bố truyền đến, đánh sâu vào trong đám người hư ứng. Chuông lớn coi như là vang lên, bảo vệ mọi người theo trùng kích bay lên, bay về phía xa. Cái vận sáng tầng ngoài cùng nhất thời vỡ vụn, thương thế của chuông lớn còn chưa lành, giờ phút này đã là cực hạn. Hứa ứng quát: Thất gia, mở vụ! Ngoan thất không cần suy nghĩ, lập tức cái đuôi cuộn lên một cái chiếc vụ giấy màu xanh, ông ông một tiếng mở ra. Trong cái vụ giấy kia là một cái tầng vần dương màu xanh bay lên, chiếu xuống bảo vệ mọi người. Thanh dương bị trùng kích phát ra ánh lửa, như khói bụi phiêu vũ, dần dần ảm đạm. Mọi người ở trong trùng kích phiêu diêu bất định, vừa mới rơi xuống đất, liền thấy Phi La Phong bị người ném lên, hướng bọn họ nghênh đầu tập đến, đã đi tới đỉnh đầu của bọn họ. Đột nhiên cái bóng người chợt lóe, Nguyên phu nhân xuất hiện ở phía trước bọn họ, phía sau tám tòa động thiên toàn bộ mở ra, lạnh lùng nói: Các người đi mau! Anh là một tiếng, thần thức của nàng nghênh đón Phi La Phong, đem cái tòa pháp bảo khổng lồ này ném xuống không trung. Đột nhiên ném về phía sau, cái đám người hứa ứng và Nguyên vị ương thân bất do kỷ, bị thần thức của nàng cuốn lại đưa đến Phi La Phong. Đi! Nàng một chưởng đẩy ra, Phi La Phong xé gió mà đi. Lúc này Ly Sơn đã hoàn toàn sụp đổ, ở trên đường Phi La Phong không đụng phải bất kỳ cái trở ngại nào, một đường mà bay ra bên ngoài. Nguyên phu nhân bởi vì cứng rắn lay động Phi La Phong, lại muốn cầu cho Nguyên vị ương một con đường sống sót, bị chấn động đến tám cái tòa động thiên mơ hồ xuất hiện từng đạo vết rách. Một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, nàng ngẩng đầu lên liền thấy da người Nguyên vô kế xa xa để nứt ra rách nát, khắp người chứa ra cái màn sáng trắng như tuyết. Trong cơ thể của na thiên này có một giọng nói tức giận hét lên: Trong 4000 năm, đây là lần đầu tiên ta bị thương, người đã chọc giận ta rồi. Nguyên phu nhân không bao giờ áp chế được cảm xúc kích động của mình nữa, phóng thích cảm ứng thiên nhân, các bước hướng cái thân ảnh đáng sợ kia mà nhào tới. Tốc độ của nàng càng ngày càng nhanh, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, giống như là thiêu thân bay vào ngọn lửa, xông về phía cái thân ảnh da người Nguyên vô kế đi ra. Trên bầu trời, thần thức rối loạn bay múa, từng cái ẩn giấu ở trong hư không thế giới đại thiên. Ở trong trọng kích, thần thức bên trong hiện ra như là tinh thể lớn nhỏ treo ở trên màn trời. Mà sau lưng chư thiên lớn nhỏ này vượt sâu như là mắt khổng lồ bao phủ hết thảy. Tổ thượng, thái, lão thái quân, ta báo thù cho các ngươi. Nguyên phu nhân phấn chấn nhảy lên, thần thức cuốn về phía thân ảnh da người kia, lạnh lùng nói: Quái vật, chúng ta cùng nhau rơi vào vực sâu đi. Thân ảnh kia sừng sững ở trong màn sáng, nắm cái ngón tay hư hư một cái, bay về phía vực sâu cửu đỉnh, dừng trên không trung. Phía sau hắn,
là một tòa rồi lại một tòa động thiên hiện lên, có hỗn độn hải, có đầu xuất hỏa, có ngọc hư cảnh, có minh hải, các loại dị tượng phức tạp. Không tử lượng sức mình, hắn chỉ búng một cái, thần thức của Nguyên phu nhân đã nổ tung. Nguyên phu nhân học máu, thân thể ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Trong lúc hấp hối, nàng nhìn thấy trên bầu trời cửu đỉnh từ trên trời giáng xuống, nương theo một cái đạo áo tròn ánh vàng rực rỡ cùng một cái thân ảnh cao lớn. Cửu đỉnh của chẩm, người cũng xứng đáng sao? Cửu đỉnh thoát khỏi thâm uyên cường nhãn, chân áp xuống, một đạo kiếm khí từ trong quần tinh bay tới, chém về phía thân ảnh bị áp chế. Nguyên phu nhân nhìn thấy thân ảnh bao phủ trong màn sáng kia không ngừng lùi về phía sau, thân thể không ngừng chấn động, bị chém đến huyết quang đầm đìa. Đột nhiên, thân ảnh trong màn sáng bay lên trên trời xa xa bỏ chạy, cười lạnh nói: "Tổ Long, người bất quá chỉ là chiếm tiện nghi và pháp bảo, lương về thủ đoạn người không bằng ta." Nguyên phu nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, lộ ra cái nụ cười. Dị ương, hắn đã rời đi rồi. Thân ảnh cao lớn kia đi tới, nhìn về phía nữ tử ngã trên mặt đất, có một chút nghi hoặc, thấp giọng nói: "Rõ ràng nhỏ yếu như vậy, vì sao còn muốn liều mạng chứ? Thật là kỳ lạ." Hắn xoay người áo tròn vàng rực rỡ, che giấu cái vết tích cùng với núi non bốn phía, cửu đỉnh bay lên trời, rơi vào khu vực hy di của hắn. Trong khu vực hy di, giang sơn như họa cùng với thần châu giống nhau. Thân ảnh cao lớn kia cầm lấy Thái A kiếm, đi về hướng Phi La Phong rời đi. "Bất lão thần tiên của chấm, người nhất định còn sống chứ?" Khí tức của hắn chấn động, mặt đất nứt ra, đem Nguyên phu nhân mai táng. Đợi đến khi áo tròn qua đi thì mặt đất khép lại, hết thảy đều không còn dấu vết. Phi La Phong nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất, bốc lên cái nhiệt khí sâu kín. Bốn phía là rừng sâu núi thẳm, cây cối ngã trái ngã phải. Cách đó không xa là một thác nước lớn, khi mà bị Phi La Phong rơi xuống, gió thổi bay lệch. Giờ phút này cái dòng nước bay lên, dần dần trở về vị trí cũ. Hứa Ứng nhìn Nguyên Vị Ương, Nguyên Vị Ương nhìn thác nước, yên lặng không nói gì. Ngày hôm nay đối với nàng mà nói đã trải qua quá là nhiều biến cố. Hứa Ứng cũng không biết là nàng đã thừa nhận cái đả kích lớn như vậy hay là không. Ngoan Thất thì im lặng, không có lên tiếng. Nó khẩn trương nhìn lên trên bầu trời, lo lắng Nguyên Vô Kế đuổi theo. Chút Thiền Thiền thì vội vàng đem Phi La Phong tháo dỡ, lấy ra pháp bảo lớn nhỏ, phân bố ở các nơi, bố trí trận pháp, ẩn giấu hành tung. Qua thật lâu, Nguyên Vị Ương nhìn thác nước phiêu diêu trở về vị trí cũ. Tự hồ là tâm tình cũng khôi phục như lúc ban đầu, hướng Hứa Ứng nói: "Ta muốn về Kinh Sư một chuyến, trong nhà còn có mấy vị đệ tử Nguyên gia. Ta không trở về thì kết cục của Nguyên gia chắc chắn sẽ như là Chu gia, bị người ta ăn sạch sẽ." Hứa Ứng nhìn nàng nói: "Sau khi ngươi đi, là công tử Dị Ương hay là Nguyên Như Thị?" Nguyên Vị Ương kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên cởi bỏ cái dây buộc tóc, tóc đen như thác nước chảy, đi tới trước mặt của hắn, nhếch cái chừng, cái môi nhẹ nhàng điểm lên môi của hắn. Nàng vén cái mái tóc lên, buộc chặt dây tóc lại, nghiêng đầu nhìn Hứa Ứng, nói: "Sau khi ta đi, là gia chủ Nguyên gia gánh vác trọng trách phục hưng Nguyên gia, nhi nữ thường tình sẽ buông xuống." Nàng đi thẳng đến ra bên ngoài, gọi một tiếng: "Kiêu bá, chúng ta trở về thần đô." Kiêu bá chần chừ một chút, hơi cúi người với Hứa Ứng, vội vàng đuổi theo nàng. Hứa Ứng lớn tiếng nói: "Cứ gia chủ của Nguyên gia cần bao nhiêu sính lễ?" Nguyên Vị Ương thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn hắn, phất phất tay, thân ảnh đi xa. Trong lòng Hứa Ứng dâng lên phiền muộn nhàn nhạt. Hắn có ký ức 7-8 năm qua chưa từng có. Bất lão thần tiên cũng bị tình cảm quấy nhiễu sao? Chút Thiền Thiền chiêu ghẹo nói. Hứa Ứng thu thập tâm tình, nói: "Ta chỉ là một thiếu niên 14 tuổi,
Chẳng lẽ ta không nên có tâm tình của người bình thường sao? Trước đó không lâu, hắn còn là một người bắt rắn, ăn bữa trước không biết bữa sau, lo lắng mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết dưới vết cắn của rắn. Hơn nửa năm qua đã trải qua quá là nhiều chuyện, làm cho hắn có một chút hoảng hốt. Từ Tưởng Gia Điện giết thần, đến Nại Hà đổi hướng, từ Âm Phủ xâm lấn, cho đến Chu Tệ Vân độ kiếp, từ kết bạn với Nguyên Vị Ương cho đến Nguyên Gia kịch biến, từ chỗ của Tự Phúc đến Đại Mộ Ly Sơn, hắn cũng tự một người bắt rắn biến thành Bất Lão Thần Tiên. Chỉ là ký nhớ của hắn thủy chung vẫn là thiếu niên của Tưởng Gia Điện kia, vẫn chưa từng thay đổi qua. Trúc Thiền Thiền nói: "Chúng ta cần tránh né một chút. Thật không giấu giếm, ta gặp được luyện khí sĩ của thời Đại Chu ở trong Đại Mộ Ly Sơn. Ta hoài nghi Chu Thiên Tử có thể từ Biển Ngạn đã trở về." Thiếu nữ lão tổ lo lắng nói: "Nếu mà hắn phát hiện ta lúc luyện chế Biển Ngạn thần Chu đang bớt ăn sáng nguyên vật tư, phần nữa là phải đi tính sổ với ta đó." Nàng đích xác là rất là lo lắng. Dù sao Biển Ngạn thần Chu có thể kiên trì bay đến Biển Ngạn hay là không cũng rất khó nói. Trúc Thiền Thiền hoài nghi cái chiếc thuyền kia sẽ ở nửa đường xảy ra một chút sai lầm. Hứa Ứng trong lòng lẫm liệt hướng Quan Thất nhỏ giọng nói: "Thất gia, sau này luyện bảo không thể tìm nàng nha." Quan Thất liên tục gật đầu nhỏ giọng nói: "À Ứng, anh người giúp ta xem một chút đi, ở trên người của ta có phải nàng đã lặng lẽ lưu lại lạc ấn không hả? Gần đây ta luôn hoài nghi nàng đã để lại lạc ấn ở chỗ mà ta không nhìn thấy á." Trúc Thiền Thiền nghe nói như vậy vội vàng nói: "Các ngươi không cần ngẫm máu phun người, Điển Ngục Quan cho ta thượng hình ta cũng không có cung khai." Chuông Lớn nghe vậy vội vàng hướng Hứa Ứng nói: "À Ứng, giúp ta cũng nhìn một chút đi." "Ta tuyệt đối không có động tay động chân với Chuông Lớn." Thiếu nữ thề son sắt vỗ ngực run rẩy. Hứa Ứng vây quanh cái Chuông Lớn cùng Quan Thất kiểm tra một phen cũng không có phát hiện cái gì. Với lạ cái Chuông Lớn cùng với Quan Thất trong lòng vẫn có một chút bất an. Trúc Thiền Thiền cười nói: "Lão tổ ta có đánh lạc ấn, các người đương nhiên là kiểm tra không ra rồi, nhưng mà đương nhiên là ta chưa từng đánh." Đột nhiên sắc mặt của nàng khẽ biến, thấp giọng nói: "Im lặng." Hứa Ứng cùng Chuông Lớn và Quan Thất vội vàng nín thở ngưng thần. Lúc này chỉ thấy trên bầu trời có bóng đen thật là lớn bay qua, không biết là vật gì, cảm giác áp bách cực mạnh. Quan Thất đang muốn nói chuyện thì đột nhiên một cái thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến, ở đây lòng của mọi người vang lên: "Bất Lão Thần Tiên, sự tình đã bình ổn rồi, xin thả tiểu nữ ra đi." Thanh âm này chính là của Nguyên phu nhân. Hứa Ứng cùng với Trúc Thiền Thiền cùng với Quan Thất trừng to mắt, không dám nói lời nào. Thanh âm của Nguyên phu nhân lại một lần nữa vang lên trong đầu của bọn họ, ôn nhu nói: "Dị Ương, nương ở chỗ này, ngươi có thể đi ra rồi. Nương không để ngươi nữ cải nam trang nữa, không ép ngươi ngụy trang thành Dị Ương công tử. Nương đã biết sai rồi, ngươi vốn là nữ nhi, vốn không nên gánh vác trọng trách nặng nề như vậy. Ngươi đi ra đi." Một lát sau, lão có thanh âm kinh hỉ của Nghiêm phu nhân truyền đến: "Lão Thái Quân, ngươi còn sống sao? Thật sự là tốt quá rồi." Thanh âm của Nguyên Lão Thái Quân cũng tự truyền đến, có một chút suy yếu, thở hổn hển nói: "Lão Thái bị quái vật kia đánh lén, giả chết thoát thân, tốt lắm tốt lắm, ngươi cũng trốn thoát rồi hả? Dị Ương đâu? Kiều quá, còn không đi ra đi chứ?" Cái đám người Hứa Ứng thủy chung không phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Một lát sau, ta năm cung Nguyên Vị Ương lại truyền đến nói: "Hứa Diệu Dương, chúng ta an toàn rồi, có thể đi ra được rồi." Lúc này thanh âm của Hứa Ứng cũng vang lên trong đầu của bọn họ, kêu gọi: "Thất gia, ta cùng các ngươi tản đi đi. Ngươi, cái ngươi đâu rồi?" Đám người Hứa Ứng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng sinh ra sợ hãi. Trên một ngọn núi cách bọn họ ngàn dặm, một thanh ảnh sườn sững trong gió núi gào thét, lay động tay áo của hắn. Thần thức của hắn rộng lớn, bốn phương tám hướng trải ra, lấy cái ngọn núi này làm trung tâm, kéo dài đến bên ngoài ngàn dặm. Hắn rất là kiên nhẫn,
Chờ đợi thật lâu, không có bất kỳ đáp lại nào, lúc này mới nói. Cẩn thận như vậy sao? Ngược lại là khinh thường hắn rồi. Chờ một chút, mấy cái âm hồn bất tán kia bị thần thức của ta kêu gọi dẫn tới rồi. Hắn lắc mình bỏ chạy, biến mất vô tung. Bắt thần tử Ngọc Đường tiên tử với cái lão già mặt u sầu kia đi tới nơi đây. Phía sau còn có một cái vị thổ địa thần thấp bé đi theo, sắc mặt không vui, đối với ba người rất là không kiên nhẫn. Bọn họ dừng lại trên đỉnh núi, hết nhịn đông rồi tới nhịn tây, nhưng mà không tìm thấy đám người hứa ứng Nguyên phu nhân. Lão giả mặt u sầu, sầu khổ, dậm chân nói. Bác thần tử, không phải để cho các người trông chừng sao chứ? Làm sao lại mất dấu rồi? Bác thần tử vội vàng nói. Sau khi chúng ta gọi ngươi thì liền đi tới đại mộ Ly Sơn, thế rằng tổ lòng sống lại xuất lĩnh kim nhân Hoàng Lăng đánh Từ Phúc, ta cùng với Ngọc Đường tiên tử nhìn ra tiện nghi liền đi ám toán Từ Phúc. Cái vết bầm trên mặt của hắn còn chưa có hoàn toàn biến mất, còn trên người của Ngọc Đường tiên tử cũng có nhiều vết thương. Bác thần tử lúng ta lúng túng nói. Từ Phúc đã bị tổ lòng đả thương, theo lý mà nói chúng ta là có thể nhặt được một chút tiện nghi, chỉ là nước cờ kém một chút không nhận được, ngược lại bị đánh một trận. Ngọc Đường tiên tử giải thích. Từ Phúc có một quyển sách vàng, trên quyển sách vàng này là phù văn trắng mà. Bây giờ chúng ta muốn giải quyết Từ Phúc đoạt lấy quyển sách vàng, không phải liền giải quyết xong sao? Bởi vậy không có đi giám thị cái đám người hứa ứng, không nghĩ tới liền không tìm thấy nữa rồi. Lão giả mặt u sầu dậm chân nói. Các người thật là hồ đồ á. Sắc mặt của hai người xấu hổ, thổ địa thần kia tức giận nói. Đủ rồi, bản quan tới đây là nhìn ba người các người trốn tránh trách nhiệm sao hả? Ngày thường ngay cả một cái nén hương cũng đều không hiếu kính với ta, mà tới lúc xảy ra chuyện để cho bản quan tới đây lau mông chứ gì? Ba người vội vàng cười làm lành. Bác thần tử tay cầm một nén nhang nói. Ngài luôn là thổ địa của thần châu, vậy thì hứa ứng ẩn thần ở bất cứ địa phương nào cũng đều không gạt được cảm ứng của ngài, kính xin ngài giúp việc. Cái vị thổ địa thần kia được một cái nén nhang của đại luyện khí sĩ phi thân kỳ này, lúc này mới thôi nói. Ta sẽ tìm ra hứa ứng liền, các người coi trọng hắn như vậy, đưa hắn đến chỗ nào chỗ ít người qua lại, miễn là bị lừa chạy mất đó. Ba người luôn miệng nói phải. Thổ địa thần kia đang muốn làm phép thì đột nhiên trong lòng khẽ động. Có người đang đến, tốc độ nhanh thiệt, người đến không hay rồi. Hắn tức giận mà cười ha ha nói. Ta là thổ địa thần châu, thần thánh vương nào dám cái gan đụng tới ta. Tại thời điểm này, một cái giọng nói hùng vĩ và sâu sắc vang lên. Thổ địa thần châu hả? Chống thần giẫm thần châu, nắm giữ giang sơn xã tất, người cũng dám ở trước mặt của chấm xương thần. Thổ địa ngửa đầu nhìn lại, liền thấy cửu đỉnh hóa thành cửu châu từ trên trời giáng xuống trấn áp xuống. Tổ lỏng sao? Thổ địa thần kia sắc mặt kịch biến, chỉ là thấy ở xa xa trên không trung có một người khoác áo choàng màu vàng hướng bên ngày đi tới, áo choàng bị gió kéo thẳng tắp. Các người để bất lão thần tiên giấu ở nơi nào? Vào ra trò chấm. Thật lâu sau, ba người bắt thần tử mang theo thổ địa thần bị đánh đến tê liệt, chạy trốn mấy trăm dặm. Thổ địa thần kêu lên. Dừng lại, còn chạy nữa là chạy ra khỏi thần châu á, ở bên ngoài không có hương khói của ta, lúc đó là ta sẽ chết. Ba người vội vàng dừng bước. Thổ địa thần thở hổn hển nói. Tổ lòng mang theo cửu đỉnh khống chế 10 cái pho tượng kim nhân, khống chế thái a kiếm, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Trước tiên đưa ta về trong miếu đi, ta sẽ bẩm báo lên phía trên, ban cho thiên đạo thần khí ở chuột sát tổ lòng Từ Phúc, dẹp bỏ cái chướng ngại này. Ba người mừng rỡ cuống quýnh khiêng hắn đi tới thổ địa miếu. Đợi đến khi đi vào trong thổ địa miếu thì thổ địa thần dễ dụ đứng lên, tiến vào trong cái miếu phi thân địa, cung kính dâng hương cầu nguyện, đem cái sự tình bẩm báo. Một lát sau,
sắc mặt của vị thổ địa thần kia nghẹn thành cái màu gan heo. Bất mãn từ trong miếu đi ra, ba người bắt thần tử vội vàng tiến lên hỏi: "Cấp trên nói như thế nào hả?" Thổ địa thần sắc mặt không vui nói: "Hê, cấp trên cho ta một cái lá thư trả lời là cái giấy vàng, nói đã biết rồi, phải theo cái thủ tục, chúng ta cứ chờ đợi đi." Ba người hai mặt nhìn nhau, cái lão giả mặt u sầu giậm chừng nói: "Cái này còn phải đợi đến ngày tháng năm nào nữa chứ, đợi có kết quả tổ lòng đã phá banh cái miếu này rồi." Đám người hứa ứng tránh né mấy ngày không có động tĩnh. Một người nhân cơ hội dưỡng thương tốt, còn chút tiền thiện lúc này mới rút đi pháp bảo, khôi phục lại cái bộ mặt thật của Phi Lai Phong. "À ứng, ta muốn tìm luyện khí sĩ đại chu kia." Chút tiền thiện nói. "Người này đột nhiên hiện thân, làm cho ta mơ hồ có một chút bất an. Ta sẽ tìm hiểu trước." Thất gia há miệng ra. Ngoan thấn không tự chủ được mà há cái miệng ra. Chút tiền thiện liền đem Phi Lai Phong dỡ xuống một nửa, đem các loại thanh đồng đỉnh, thanh đồng kiếm cùng với cái cây cột gì đó nhét vào trong miệng của Ngoan Thất. Lúc nhét xuống không được thì lại dùng sức đẩy đẩy vào trong, đạp mấy cước, rốt cục cũng đã nhét vào. Chút Thiền Thiền phủi phủi tay nói: "Phi Lai Phong còn lại ta liền có thể tế lên được rồi, các người không cần lo lắng cho ta nữa, ta nhất định có thể tìm được các người." Nàng đã tế khởi một nửa Phi Lai Phong còn lại, đứng ở trên ngọn tàn sơn này nói: "À ứng, các người nắm chắc tìm được thuộc tầm long định vị của bí tàng dũng tiền nhà Ngọc Kinh, chờ ta trở về là có thể gặm, à là học được." Phiêu một tiếng, Phi Lai Phong xé gió mà đi. Mấy ngày nay chuông lớn bị Chút Thiền Thiền gõ đánh, thương thế ngược lại đã khỏi hẳn rồi. Trộm khí quyết của Hứa Ứng và Ngoan Thất cùng với Chút Thiền Thiền thực lực cũng khôi phục lại 8-9 phần, nói: "À ứng, hiện giờ chúng ta đi nơi nào đây?" Hứa Ứng hơi trầm ngâm nói: "Ta còn có hai đồ đệ Vô Vọng Sơn, chứ tiện đón bọn họ ra cái đã, miễn cho rơi vào trong tay địch. Sau đó đi tìm ẩn cảnh của Na Tiên, tìm kiếm những Na Tiên đã ẩn cư chánh thế." Ánh mắt của hắn chớp động nói: "Chuyện của Chu Tề Dân đã làm trước kia, ta cũng muốn làm lại một lần nữa. Nghĩ tới trong 3.000 năm sau, khi mà thiên nhân kết thúc, nhất định là có rất là nhiều Na Tiên ẩn cư chánh thế, bị tà ác xâm lấn, rơi vào cái kết cục giống như là Chu Tề Dân cùng với Nguyên Du Cực vậy." Hắn cất bước mà đi. Những Na Tiên này nhất định đã tu luyện được Dũng Tuyền và Ngọc Kinh, từ trên người bọn họ mà xuống tay, so với xông vào trong hoàng cung còn dễ dàng hơn á. Ngoan Thất cùng với Chuông Lớn vội vàng đuổi theo, hướng về phía Vô Vọng Sơn mà rời đi. Trên Vô Vọng Sơn yêu khí nồng đậm, yêu quái lớn nhỏ chiếm núi làm vua. Trên núi có ba cái vị đương gia, đại vương là Ngưu Trấn, còn nhị đại vương là Ngưu Càn, còn tam đại vương chính là Hùng Thiên Lý. Thu nhận môn đồ rộng rãi, truyền thụ pháp môn luyện khí cùng với na pháp, giúp cho người ta tầm long định vị, mở ra bí tàng rất là náo nhiệt. Ba vị sơn đại vương này bản lĩnh phi phàm, đều đã là đại yêu tu luyện đến khấu quan kỳ, làm cho yêu vương phụ cận nhau nhau đến dập đầu. Rất là nhanh tụ tập mấy vạn yêu quái ở trên núi. Trong núi lại có động tiên phúc địa, trong đó có hào quang phi thăng, bởi vậy tạo nên không ít cao thủ yêu tộc. Chỉ là cái hành động này đã chặt đứt sinh ý của Âm Định. Âm Định muốn hàng phục yêu vương làm sơn thần, thống trị dương gian. Hiện tại yêu vương phụ cận bị bọn họ thu về làm môn hạ. Âm Định liền phái thành hoàng, quỷ phương ở phụ cận đến chinh phạt. Hàng ngàn quỷ thần các thôn dưới chướng, lớn nhỏ, song phương chém giết ở Vô Vọng Sơn. Đã có mấy ngày rồi, mỗi ngày đánh trống công sơn, đánh lâu không được. Hôm nay, Hứa Ứng đi đến Vô Vọng Sơn, lặng lẽ lẻn vào trong núi, đến gặp Ngưu Trấn, Ngưu Càn. Huynh đệ nhị Ngưu cùng với Hùng Thiên Lý nhìn thấy Hứa Ứng vội vàng đến bái kiến. Hứa Ứng nói: "Các người muốn làm yêu dương, vì yêu tộc mà kiếm được một con đường sống thì ta cũng không ngăn cản các người. Hôm nay di sư phải đi xa, rời khỏi Vô Vọng Sơn, không biết là khi nào mới có thể trở về. Liền đem nguyên dục bát âm này truyền thụ cho các ngươi. Sau này nếu mà các ngươi có tạo quá, tự nhiên là thành tựu phi phạm." Hắn đem Thái, Âm, Nguyên, Dục, Nhất Dương, Vĩnh Chân,
truyền thụ cho Tam Yêu, liền phiêu nhiên mà rời đi. Tam Yêu lễ bái, lại ngẩng đầu, đã không thấy bóng dáng của Hứa Ứng. Hứa Ứng trở lại bên cạnh con Hoàng Thất, nói: "Thất gia, chúng ta đi tìm ẩn cảnh của Na Tiên." Hoàng Thất nghi hoặc nói: "À Ứng, anh nhẫn Na Tiên kia tìm ẩn tàng hình, đem ẩn cảnh của mình giấu ở giữa thiên địa, quá thành vô hình, làm sao mà tìm được bọn họ chứ?" Rất đơn giản, thiên nhân cảm ứng. Hứa Ứng đứng trên đỉnh đầu đại xà, sắc mặt ung dung khoan thai, không nhanh không chậm, nói: "Ta đã trải qua vực sâu, thiên nhân cảm ứng tuyệt đối là không thua kém gì Na Sư và luyện khí sĩ thời đại Hán Vũ Đế. Phụ cận nếu mà có ẩn cảnh của Na Tiên, sẽ không trốn thoát khỏi cảm ứng của ta đâu." Chu Lẫn hưng phấn nói: "Chúng ta có nên giống như Chu Tề Dân, như là yết khẩu đột bùng, kim đầu gọt sắt, kiềm quá nhổ lông, đem những cái ẩn cảnh này tẩy thành đất trấn không hả?" Hứa Ứng lắc đầu cười nói: "Đó chính là hoạt động của cái kẻ trộm mổ, chúng ta chính là chung lăng tướng, chỉ lấy cái thứ mình cần, không lấy nhiều." Xa xa, Từ Phúc đứng trên phương trượng tiên sơn, phi phụ trên không trung, nhìn từ xa, thấp giọng nói: "Tụ Long đã hồi sinh, hắn lại đi thần đô tìm ngươi chứ? Mà Hứa quân ngươi sẽ dựa theo con đường mà ta an bài cho ngươi, dần dần biến thành một người khác giống như ta." Cửu Ngải Sơn đi về phía bắc mấy ngàn dặm, đất mới không ngừng xuất hiện, để cái dòng sông lớn vốn có về phía bắc hơn 2.000 dặm. Nguyên bản nơi này có một cái tòa thành tên là Kinh Châu. Thôi gia có một người tên là Thôi Vĩnh Nghĩa ở chỗ này làm thứ sử. Nhưng sau đó âm phủ xâm lấn, vượt sâu Thương Ngô dưới chân của Ngải Sơn không ngừng có chỗ mới bay ra, khiến cho Kinh Châu trống rỗng, lại có rất là nhiều núi non xuất hiện, đoạn tuyệt cái đường lui tới Kinh Châu cùng với các nơi trực thuộc khác, làm cho quan hàm thứ sử Thôi Vĩnh Nghĩa này chứ còn trên danh nghĩa. Nếu như vẹn vẹn chỉ có thêm núi non nhỏ nhỏ thì Thôi gia cũng có thể đã thông các nơi ở Kinh Châu, nhưng mà trong vùng đất mới này lại có rất là nhiều đại trạch, đại hà cũng theo đó mà ra, vùng đất vạn dặm tự như là trạch quốc, hồ nước lớn nhỏ chi chít như là sao trên trời, mây mù trôi nổi trên mặt hồ, nếu mà bay lên không trung sẽ thấy mây như là mộng, nước như là bầu trời, trời ở trong nước, mây trôi trên nước. Nơi này chính là Cổ Chi Vân Mộng Trạch, sớm đã biến mất khỏi thế gian, mà nay lại là bởi vì âm gian xâm lấn mà tái hiện. Trong phủ Kinh Châu có một đám na sư tuôn ra, trong đó không thiếu cái đại na cùng với tộc lão. Lúc này Thơ Vĩnh Nghĩa cũng ở trong đó. Trong mọi người có một vị công tử trẻ tuổi thu hút cái sự chú ý của mọi người. Chúng tình năng chăng bị mọi người vây quanh, chính là Thôi phủ trưởng công tử Thôi Đông Ly. Thôi gia đông đảo na sư, còn có môn sinh được Kinh Châu nuôi dưỡng, còn có con cháu của Thôi gia cùng các chi hệ, còn có các con cháu trực hệ nữa, trước sau ước chừng hơn 2.000 người, mang theo các loại pháp bảo trùng trùng điệp điệp tiến vào trong Vân Mộng Trạch. Từ xưa Vân Mộng khó vào. Lúc này Thôi Vĩnh Nghĩa cảm khái nói: "Vân Mộng Trạch biến mất 3.000 năm, rốt cuộc đã tái hiện. Trước đó không lâu có tin tức truyền đến, ở nơi này di tưởng tầng tầng lớp lớp, có người thấy cư nhân đi trên mặt nước, đầu rồng thân người, nơi nó đi qua là sấm sét đan xen. Còn có người nhìn thấy núi chậm rãi đứng lên, như là một con cự thú không biết tên, có tiếng gầm như là sấm chấn động trong núi, một ngụm uống cạn một cái mảnh hồ nước." Hắn lắc đầu nói: "Mà Vân Mộng Trạch bây giờ đã không còn là nơi ta có thể khả năng quản lý nữa." Tộc lão Thơ Chí Tài cười nói: "Vĩnh Nghĩa không cần ủ rũ, người chỉ cách thần đô xa một chút, chưa kịp tiếp xúc với tuyệt học mới nhất, đợi đến khi người tu luyện được luyện khí pháp là khí đồng tu, tu vi thực lực đột nhiên tăng mạnh, sẽ ý thức được chúng ta vẫn là chủ nhân của giang sơn này." Lão dừng lại một chút hỏi: "Phát hiện lần này là thật hả?" Thứ sử Thôi Vĩnh Nghĩa nói: "Là thật,
Dân mộng trạch từ vực sâu Thương Ngô phun ra, khiến cho thiên địa rung chuyển, làm cho ẩn cảnh của Na Tiên tàn dở lộ ra. Ở trong ẩn cảnh còn có tiên quan xuất hiện, tráng lệ phi phàm. Rất là nhiều người huyện Mịch La đều nhìn thấy. Còn có người nhìn thấy có thần long qua lại, ở trong mây chợt ẩn hiện, lộ ra hai cái sừng đèn trắng. Thôi gia trưởng công tử, Thôi Đông Ly kinh ngạc. Rồng sinh ra hai sừng đen trắng hả? Thứ sử Thôi Vinh Nghĩa nói. Không sai, có hai sườn rồng đen trắng đi trên trời, còn có người nhìn thấy cái con rồng lặn xuống nước sông dài đến mấy trăm trượng, mọc đầu rắn, nuốt chửng con cá lớn ở trong sông. Thôi Đông Ly bất giác nhớ tới một chuyện khác, thầm nghĩ. Quái long này sao mà nghe giống như cái con xà yếu bên cạnh cái vị Hứa Yêu Dương kia vậy ta? Hắn đã hai năm rồi không có lộ diện. Tộc lão Thôi Chí Tài kinh ngạc nói. Cổ quái, Dân Mộng Trạch mất tích 3000 năm trước, vì sao ở bên cạnh Dân Mộng Trạch còn có ẩn cảnh của Na Tiên? Thôi Đồng Lì nói. Thúc tổ có điều không biết rồi. Ta tìm đọc điển tịch hoàng thất, phát hiện Na đã có tồn tại từ thời Tần Hán 3000 năm trước. Tổ Long cho Na là gồ ghề, nhưng mà Vũ Đế lại là độc tôn Na thuật, điều cho thấy khi đó Na đã bắt đầu thay thế luyện khí sĩ rồi. Thứ sử Thôi Vĩnh Nghĩa khen ngợi. Trưởng công tử bác học đa tài ha. Một đám na sư của Thôi gia ở phụ cận cũng nhào nhào nói. Thôi gia ta từ Bỉ Ngạn bắt tiên nhân tới, cái độ ra cái công pháp tiên gia không ai có thể giải thích được, nhưng là trưởng công tử đem cái tiên pháp giải mã già đó. Trưởng công tử dùng tiên pháp nhất thống các đại bí tàng, khai sáng cổ chi chưa từng có, hiện nay đã mở ra Ngọc Kỳ Giáng Cung nơi quảng Tam Đại Động Thiên, chính là đại tông sư chấn thước cổ kiềm. Lực lượng tam đại bí tàng thống nhất trên người của trưởng công tử, các thế gia khác nếu không coi trọng, thống nhất bí tàng của trưởng công tử chứ sợ là càng nhiều hơn nữa. Ở những thế gia kia không có kiến thức tầm nhìn gì hết á, không muốn vào đại bí tàng làm cho người ta muốn ấu. Thưa công tử mỉm cười, hắn quả thật là đáng tự hào. Thôi gia, Quách gia cùng với Bùi gia, tam đại thế gia liên thủ xông vào Bỉ Ngạn bắt được tiên nhân đang ngủ say ở trong Bỉ Ngạn. Tiên nhân suy yếu, vô lực phản kháng bọn họ, bị bọn họ khống chế khu vực Hy Di, không cách nào tu luyện được nữa, ép hỏi ra tiểu tạo hóa nội quan kinh. Thôi Đồng Ly là người đầu tiên trong ba nhà, là người đầu tiên tìm hiểu ra cái ảo diệu của tiểu tạo hóa nội quan kinh, được trong tộc trưởng thưởng thức. Lần này Mịch La phát hiện cái chỗ ẩn cảnh của Na Tiên, chính là hắn dẫn người đến đây thăm dò cái phiến ẩn cảnh này. Hắn nhớ tên năm đó Hứa Ứng tiến vào trong thần đô ở Lạc Thủy, giết đến các đại thế gia, khiến cho Na sư kinh hồn sợ hãi, một cái búa đá chém giết không biết bao nhiêu giấc mộng anh hùng của thiếu niên. Nhưng đó là quá khứ. Hiện giờ Hứa Yêu Dương ở trước mặt ta căn bản cũng không đáng để nhìn. Cái gì mà bất tử nhân, bất lão thần tiên, chỉ là mây khói quá mức thôi. Trong lòng hắn yên lặng nói như thế. Thôi Đồng Ly thu thập suy nghĩ, nói: Thôi thúc, ẩn cảnh của Na Tiên của Mịch La là vô cùng trọng yếu, có thể là nơi ẩn thân của Na Tiên thời Tần Hán. Ta nghĩ nếu có thể đào được ẩn cảnh Na Tiên thời Tần Hán, nói công chuyện có thể giải quyết được cái điểm xấu tiềm ẩn của ẩn cảnh Na Tiên. Bởi vậy, thời kỳ đó nếu mà Na Tiên và luyện khí sĩ có địa vị ngang hàng, như vậy thì nhất định không tồn tại tệ đoan lớn như vậy. Mọi người nhào nhào tán thưởng. Trưởng công tử thông minh thiệt. Đã kết thúc tập 55 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 56 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chiêu nha.